Giác sống ở các khu rừng và thảo nguyên trên khắp châu Phi và châu Á. Hiện nay, tê giác được tìm thấy ở các khu vực rừng nhiệt đới và cận nhiệt đới như Nam Phi, Zimbabwe, Namibia, Kenya, Tanzania, Uganda, Mozambique, Botswana, Zambia, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia và Malaysia. Mỗi loài tê giác có một vùng phân bố riêng biệt. Tê giác một sừng sống chủ yếu ở châu Phi, trong khi tê giác hai sừng được tìm thấy ở châu Phi và Nam Á. Tê giác Ấn Độ sống ở Ấn Độ và Nepal, trong khi tê giác Sumatra và tê giác Java sống tại các đảo Indonesia. Tuy nhiên, tình trạng giảm số lượng tê giác đang diễn ra rất nhanh do nhiều nguyên nhân như mất môi trường sống, thay đổi khí hậu, săn bắn trái phép và buôn bán sừng tê giác. Do đó, các nỗ lực bảo tồn tê giác đang được triển khai rộng rãi để bảo vệ các loài tê giác trên toàn thế giới. Tê giác là động vật ăn cỏ, chúng thường ăn các loại cỏ, lá cây và thảo mộc. Tùy vào loài tê giác mà chúng sẽ ăn loại thực phẩm khác nhau. Tê giác châu Phi thường ăn các loại cỏ, lá cây, quả, những cành cây non và thảo mộc. Trong khi đó, tê giác hai sừng ở châu Á lại thích ăn cây bụi và những cây thân gỗ. Tê giác có khả năng ăn các loại cây có thể gây độc cho động vật khác nhưng lại không gây hại cho chúng. Tuy nhiên, tình trạng giảm số lượng tê giác đang diễn ra rất nhanh do nhiều nguyên nhân như mất môi trường sống, thay đổi khí hậu, săn bắn trái phép và buôn bán sừng tê giác. Do đó, các nỗ lực bảo tồn tê giác đang được triển khai rộng rãi để bảo vệ các loài tê giác trên toàn thế giới. Tê giác là một động vật rất bảo thủ và ít năng động. Chúng thường di chuyển chậm chạp và ít khi chạy hoặc nhảy. Thêm vào đó, tê giác là động vật hoạt động vào ban đêm hoặc vào sáng sớm và chiều tối, trong khi ban ngày chúng thường nằm nghỉ. Tê giác thường sống đơn độc hoặc sống theo cặp đôi. Chúng có thể tồn tại trong một khu vực rộng lớn, khoảng vài km vuông. Tê giác thường đánh dấu lãnh thổ của mình bằng cách phun giải một chất nhầy từ tuyến mồ hôi ở lỗ mũi. Hương vị của chất nhầy này đặc biệt và được các tê giác khác nhận ra một cách dễ dàng. Tê giác cũng là một động vật rất nhút nhát và thường sẽ trốn tránh nếu bị đe dọa. Tuy nhiên, nếu tê giác cảm thấy bị đe dọa quá mức, chúng có thể tấn công những kẻ xâm nhập bằng cách sử dụng sừng và vòi của mình để đánh và xuyên thủng da. Do đó, tê giác được coi là động vật rất nguy hiểm nếu bị xua đuổi hoặc cảm thấy bị đe dọa. Hiện nay, số lượng tê giác còn lại trên thế giới rất ít và đang ở ngưỡng nguy cấp. Theo thông tin của Liên hiệp Bảo tồn Thiên nhiên, có khoảng 27.000 cá thể tê giác còn lại trên thế giới, bao gồm các loài tê giác châu Phi, tê giác đen, tê giác trắng, tê giác một sừng, còn gọi là tê giác Ấn Độ và tê giác Java.